Xin chào các mọi người nhé, đây là con custom picker. Mẫu này thì thương hiệu đến từ Nhật Bản do Pit sản xuất. Con custom picker này thì build cấu hình khá là cao cho một bạn ở miền Nam. Con này tổng thiệt hại hơn 10 củ đấy. Con này khung nhôm càng carbon. Con này là khung nhôm của nó là khung nhôm không mối hàn nhé. Của custom picker, màu sơn của nó, nước sơn của nó là quá đẹp luôn đấy. Chén cổ FSA này, vành trước vành sau là vành vạc đạn của Legend, ghi bô tăng FMF, ghi đông của Uno. Con này thì là dây cuốn của nó, dây cuốn xịn của Shimano luôn nhá. Đấy, dây của Shimano Pro, dây này rất là ngon và đắt luôn. Đùi đĩa cơ bản, đùi nhôm 5 chấu, xích hạt đậu. Đó, thì con này yên sử dụng yên vân carbon, rất là đẹp, tổng thiệt hại hơn 10 củ. Nói chung là một con xe hàng hiệu chất lượng ngon, thì đây là một cái mẫu xe rất là ok, custom picker thương hiệu rất là lớn. Mà con này chất lượng của nó thì nói bao ngon bao xịn luôn, khung nhôm cả carbon. Là cái này mẫu này thì có giá khá là nhiều màu, mình rất là thích này thì bởi vì nó rất là đẹp, màu phối rất là đẹp, nó khác biệt hoàn toàn với Tsunami. Tsunami thì không có cửa để so với custom picker rồi. Thì đây các bạn đã thích mẫu xe ngon đẹp thì mẫu này là một trong những sự lựa chọn của các bạn. Xin cảm ơn.